Chiều ngày 9 tháng 8 năm 2022, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho thiết bị cá cảnh ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Theo một số nhân chứng, lúc khoảng 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, họ phát hiện lửa kèm theo khói đen bốc lên từ khu vực kho thiết bị cá cảnh tại một ngõ Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, đã hô hoán nhau sơ tán tài sản. Đồng thời gọi lực lượng chức năng tới hiện trường tổ chức dập lửa. Công an quận Tây Hồ đã huy động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy cùng gần 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa. Thời điểm xảy ra cháy, khói đen từ hiện trường bốc cao hàng trăm mét. Kho thiết bị này nằm sát một dãy nhà dân. Nhiều người sợ lửa lan sang đã chủ động sơ tán tài sản có giá trị. Ít nhất 3 nhà dân bị ảnh hưởng. Thay đổi cảnh sát phòng chế chữa, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Tây Hồ, kho thiết bị bị cháy có diện tích khoảng 100 mét vuông. Thiết bị cháy chủ yếu là xốp nhựa nên tạo ra nhiều khói đen và khí độc. Đến khoảng 17 giờ chiều ngày 9 tháng 8, đám cháy được khống chế. Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại chưa thể thống kê.